Hey, chúc các bạn một tuần học tập và làm việc thật vui vẻ nha. Đi đường cẩn thận chứ không lại mất hai hòn giấy giống như là cái thằng nhân vật chính ở trong bộ phim Da 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 nữa. Cái thằng cha này bị cái bà già cướp hai hòn giấy, sau đó phải đi tìm nó, giống như là đi tìm One Piece vậy đó. Có lẽ như hòn giấy thật sự đó chính là tình bạn mà chúng ta có trong quãng đường đi. Sorry các bạn, cái đầu mình hơi rối nha. Nhưng mà chắc chắn không rối bằng đầu của người bị tế ngày hôm nay. Nè Gav, gần đây thì mọi người rất là ghét anh ấy. Và mình không phải là kiểu người thích ghét hùa đâu, nên là mình sẽ là người đưa thông tin để cho các bạn tự đánh giá. Mong mà đằng sau này Gav không có một thế lực kinh khủng nào đó. Chứ mà hết video này mà tôi không đăng nữa là các bạn biết là chuyện sẽ ra với tôi đó. Và các bạn đừng quên bấm nút like, share, subscribe video này để cập nhật những drama nóng hổi nhất. Chứ không ngày mai thức dậy sẽ mọc lông nách, lông mũi tùm lum, biến thành người tối cổ nữa. Negev, một rapper có tiếng đến từ Gangnam, giờ này còn được thêm cả một cú hit đến từ chương trình Anh Trai Say Hi. Anh Hiếu thứ hai à? Hiếu có thể thứ tha cho em vì đã phá lòng anh không? Cho em hỏi là bồ của anh có biết đánh nhau không? Trong lúc đà sự nghiệp đang đi lên thì anh ấy đã về miệng ngay trên sân khấu. Mẹ có thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa? Ngay sau đó thì rất nhiều các page nhảy vào câu xé anh ta, giống như là những đế quốc thời xưa chia sẻ miếng bánh ngọt Trung Quốc vậy đó. Vâng, và tất nhiên rồi, đã làm người nổi tiếng á thì phải có ít nhất một bài xin lỗi. Negev thật sự rất ngốc. Sau đấy nói chuyện như là một nữ sinh cấp 3 ngại ngùng vậy. Negev xin lỗi vì đã làm cho mọi người hiểu nhầm về chuyện của xí nghỉ học. Có thể trong trường hợp riêng của Negev thì có lẽ bỏ học ở đây có nghĩa là theo đuổi đam mê của mình 100% khi đã có nền tảng thành công nhất định. Ví dụ như là Steve Jobs đã bỏ đi học khi mà ông ấy quá giỏi và không muốn phí tiền của bố mẹ mình. Nhưng ông ấy vẫn luôn học hỏi. Ngay sau khi bỏ học, ông ấy đã làm việc ở công ty Atari, rất là có tiếng đấy, chứ đâu phải là bỏ học xong đi chơi liên quân giống như các bạn. Thậm chí ông ta còn từng qua Ấn Độ để học về Phật giáo cơ. Nhưng mà vấn đề ở đây không phải ai cũng là Steve Jobs, và mình nghĩ chúng ta nên cân bằng giữa việc có thể làm và việc muốn làm. Còn trường hợp của Bill Gates thì bố ông ta là một luật sư giàu sụ, và đó chính là người đã giật dây đằng sau để ông ta hợp tác với những công ty khác lớn hơn. Tóm lại, việc bỏ học ở đây có nghĩa là tập trung xây dựng sự nghiệp mà bạn muốn làm thay vì học ở trường lớp, chứ không nghĩa là trốn học để ở nhà bắn Free Fire đâu. Đừng có dính cái bẫy của Survivor Bias. Ví dụ bạn thấy có 10 rapper thành công kể về cách họ đi lên, nhưng bạn không nghe được câu chuyện của 1000 rapper khác vì họ không đủ nổi tiếng để bạn quan tâm. Negev thật sự rất ngốc. Hư. Negev xin lỗi làm cho mọi người hiểu nhầm về cổ xí nghỉ học. Negev hứa từ nay về sau sẽ kiểm soát lại những lời nói của mình. I'm sorry. By the way, cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã cháy thật sự trong đêm nay. Đây sẽ là một đêm khó quên nhất trong đời của Negev. Và xin lỗi một lần nữa về những sai sót. I love you all. Không liên quan, nhưng mà những cái icon mặt cười ghét ghê mọi người. Thực sự đứng trên sân khấu, Negev rất hạnh phúc và lose my mind. Negev muốn nói ra những tấm chân tình và cảm xúc của mình khi được sống trong khoảnh khắc và có một lần không thứ hai này. Nhưng đôi lúc mình cũng không thể control được những từ ngữ trong câu nói của mình nên đã gây ra một hiểu nhầm lớn ngay lúc này. Trước đây Negev cũng từng chia sẻ về việc dừng đại học để open cho con đường âm nhạc với mẹ, và thực sự rất may mắn khi biết ơn mẹ đã đồng ý. Còn nó xuất phát từ trường hợp cá nhân của Negev, không phải cổ xí cho mọi người nghỉ học. Negev cũng đã nói điều này trước truyền thông nhiều lần, nhưng cảm xúc trên sân khấu đông đảo khiến cho mình bồi hồi không nói rõ được ý. Không phải mình muốn quăng miếng, nhưng mà ngay cả khi đăng bài xin lỗi như vậy thì cũng không có thể làm gì được cộng đồng mạng, tại vì anh ấy pha hai ngôn ngữ lại với nhau khiến cho nó có một cái vibe không chân thành. Ta rất thoáng cho việc dùng tiếng Anh sang tiếng Việt vì thi thoảng ta cũng như vậy, nhưng tùy lúc cậu này chưa nhìn nhận được mức độ nghiêm trọng của lời xin lỗi này à. Lúc cần nghiêm túc mà không nghiêm túc cho tới. Ừ rồi xin lỗi nửa tay nửa Việt như vậy à, có chịu phải thêm vài từ tiếng Anh đâu chi không biết. Đúng là có một vài trường hợp các bạn dùng từ tiếng Anh nó sẽ ok hơn, có một vài từ như là gì đấy đúng không, các bạn không thể dịch nó ra tiếng Việt hẳn hoi được. Nhưng mà đây là một cái bài xin lỗi mà, chứ đâu phải là một bài luận văn tiến sĩ đâu, mà nghĩa là anh ta phải đăng thêm một bài xin lỗi về việc xin lỗi. Dạ, Negev hư quá. Đầu tiên, Negev cảm ơn rất nhiều những khán giả đã đến ủng hộ các anh cho trong concert Anh Cho Say Hi. Negev đã gây hiểu lầm khi chia sẻ với đám đông về việc bỏ học. Đây là lời chia sẻ thân tình và thật lòng phía cá nhân đến mẹ. Theo cách mình hay nói chuyện, hoàn toàn không cổ xí cho các bạn bỏ học giống mình và lấy đó làm tự hào. Negev biết mình đã chọn sai ngữ cảnh để nói nên công khai chia sẻ rõ ràng ở đây tất cả mọi người. Thật lòng mình rất xin lỗi vì đã gây hiểu nhầm lớn này. Lỗi này thật sự khó tha. Negev hứa sẽ kiểm soát lời nói của mình cẩn thận hơn, rất mong đợi mọi người bỏ qua cho Negev. Nói chung là mình cũng hiểu cái ý của Negev ở đây. Ở trong ngữ cảnh này là đã có một cái thành công gì đó rồi, hiểu không? Chứ không có phải là bỏ học tay ngang giống kiểu mình đang đi học bình thường. Mẹ ơi, con muốn làm hề. Chúng ta có thể lấy ví dụ đây là Phạm Thoại. Anh ấy là người bỏ học nhưng mà anh ấy không hề nói cái việc là các bạn nên bỏ học giống mình đã làm gì đó. Mà thậm chí anh ta còn tiếc về cái việc mình đã bỏ học cơ. Anh ta nói rằng nếu như mà anh ấy đã học đại học á thì số tiền anh ấy có thể kiếm được gấp 10 lần. Anh ấy bỏ học tại vì hoàn cảnh thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gác qua cái drama cổ xí bỏ học và đến với Negev và Khăn Giấy Ướt. Khi bạn đã bị bóc phốt trên mạng thì giống như là các bạn đã mở hộp Pandora vậy đó. Người ta sẽ không ngừng đào bới quá khứ của bạn cho đến khi người ta đếm được cái số lượng lông nách trên người. Trong khi đang bị dân mạng nấu chưa kịp nguội thì Negev đã bị phát hiện là một admin của một nhóm Facebook có tên Hội Anh Em Đam Mê Khăn Giấy Ướt Dịch Nem. Chim bay mỏi cánh, chim dùng khăn giấy mà ướt thì đừng quên nhau. Lần đầu tiên nghe về cái này thì mình lại nghĩ là nó lại giống như những anh em có niềm đam mê về nồi cơm điện, hay là những người anh em thiểu năng ở bên trong cái hội những người tên bò biết bay. Không chỉ có mình Negev mà hàng loạt sao trong giới showbiz Việt cũng ở trong cái hàng này. Ngày 13 tháng 2, Đặng Thanh An đang nghĩ về cái chết Lena Lena. Ok, không có thiệt chứ mình nghĩ cô ấy vô tội các bạn à. Nghe nó hồn nhiên gì nhau á. Ok. Nói thật là mình đã từng bị add vào những cái nhóm rất là kỳ cục luôn á. Giống như là nhóm học bài không đồ. À đù, cái tổ nó học bài thiệt hả? Ngồi chơi thằng này, đang làm bài tập về nhà mà cứ coi TikTok Khăn Giấy Ướt.
nhiều nước hơn người yêu cũ của bạn. Ở thời điểm này thì mình thấy mọi thứ nó vẫn đang rất là bình thường, hay không? Mình thấy những cái bài ở trong cái hội cơm điện tệ hơn cơ. Giống như là có cái ông kia còn đăng ký kết hôn với nồi cơm điện nữa. Còn tuổi 8 tháng tuổi để đam mê khăn giấy ướt. Giấy ướt là Mark Lodic của... Sau khi bị phát hiện thì Trung Quân đã ngay lập tức lên bài xin lỗi. Xin chào mọi người, Trung Quân rất xin lỗi vì vừa qua đã có một số thông tin tiêu cực xuất hiện gây phiền phức đến mọi người. Vào đầu năm 2020, khi mà các trend hâm mộ đồ vật như nồi cơm điện, xe đạp điện, khăn giấy ướt nổi lên, Quân có được mời tham gia một vài hội như thế, nên Quân có tham gia và tương tác nhằm mục đích cho vui, giết thời gian cũng như thấy có nhiều anh chị em và bạn bè cũng được mời vào, nên Quân chỉ nghĩ đó là một group bình thường, vô thưởng vô phạt. Quân nghĩ trong một hội nhóm công khai thì tất cả các nội dung đưa lên đều mang tính đùa giỡn vì ai cũng có thể thấy được. Quân sẽ cam đoan 100% các nội dung của Quân trên group này đều là đùa, không hề có bất kỳ suy nghĩ lệch lạc nào hay tiêu cực. Mình thấy có rất nhiều bạn chửi Trung Quân là tại vì anh ấy đã dùng ảnh con của mình trong một cái group thế này. Ok, thì đây là quan điểm của mình nha. Cái group này á, mới vào rất là trong sáng, rất hồn nhiên, giống như những cái hội nhóm yêu thích những thứ ngẫu nhiên thôi. Nhưng mà những cái comment của Negev nó đã bẻ hướng nội dung của cái group này sang một cái ý nghĩa khác tiêu cực. Ví dụ đây là một cái comment: con kẹt, bà xã anh ngon quá, cho em bú mình hiểu là 59 tuổi rất là trẻ trâu và hồi đó cũng có cái trend như vậy, nhưng mà cái sự thô tục này nó thuần tí lắm mọi người, kiểu nói chuyện mà không ngại miệng ha. Và không chỉ bao gồm trong cái group đó mà Negev đã thể hiện cái sự thô tục của mình ở khắp mạng xã hội, giống như là đang ở đâu thế, qua sân với vợ em nè. À ok anh, em chơi cho anh lũ đít của em nè, đỉnh quá. À, mình cũng từng cái dùng khăn giấy ướt màu trắng, nhưng sau lần đầu sử dụng thì chuyển sang vàng, bây giờ phải làm sao ạ? Bạn phải nhiều hơn nữa. Good life. Sao anh không chụp em đang Bugian ở dưới? Ừ, thô hơn cả đôi bàn tay của người tập gym lâu năm nữa. Nhưng phải công nhận là anh ta rất sáng tạo. Mình nghe nói là anh ta thi môn văn đại học được 8,5 điểm cơ. Mà không biết có phải tay trắng hay là thật hay không nữa. Mà dù sao thì sau đây là một cái bài viết của Tứ Thiên Đăng, một người quen của Negev. Mặc dù tôi ghét thằng Negev thiệt á, nhưng mấy ông mới là lũ biến thái. Ngày xưa có trend chơi nồi cơm điện, chảo dầu, tủ lạnh nên tụi ta cập group đu theo cho vui. Bọn tôi lập cái group lúc đầu mọi người chơi remote TV. Nhưng flop quá, mới đổ sang khăn giấy ướt. Thằng này Jeff có cái humor của nó là humor kiểu random shit. Nó nói cái gì không liên quan với nhau để gây hài, thì nó hay chèn mấy cái từ liên quan đến quan công mẹ nó hệ. Trời ơi, bọn mày là lũ biến thái á. Khi tụi mày nhìn hộp khăn giấy ướt baby, tụi mày nghĩ cái gì? Tụi mày bệnh vờ lờ. Về sau cứ này ghép còn up hình, hình như không nhầm là cháu của nó. ADM, tụi mày thấy một đứa con nít dễ thương và tờ khăn giấy ướt, tụi mày sẽ nghĩ đến ấu dâm à? Ok, từ những cái thông tin góc nhìn và sau bài viết trên á, thì mình kết luận được rằng là Negev có một cái khiếu hài hước nó rất là ngẫu nhiên. Nó sao ta nó giống như cái bộ phim Rick and Morty á, kiểu như cái ông đó là nhà khoa học điên và ông ta biến mình thành một cái củ dưa leo chỉ để cho vui. Nhưng mà trùng hợp ở đây là Negev rất là thích dùng những cái từ liên quan đến, nên là tất cả nội dung của group này nó bị bẻ sang hướng khác. Nếu như mà những phần bình luận không có những comment tục tiểu của Negev thì có lẽ như là cái group này nó không bị ảnh hưởng như tới vậy đâu. Sau những drama trên thì Negev được phát hiện ở một cửa hàng nón. Dù đã che kín người nhưng người ta vẫn phát hiện đôi mắt sưng phù của anh ấy. Ngoài ra quản lý cũng xác nhận anh ấy sẽ không tham gia concert anh Cha Si Ha vào ngày 19 tháng 10. Và đó chính là tổng hợp drama của Negev đến thời điểm hiện tại. Sau đây là một vài ý kiến cá nhân của mình. Mình sẽ trình bày một cách công bằng nhất có thể để không vùi dập ai. Ban đầu thì group này được lập ra nó rất là trong sáng, hiểu không? Giống như là những cái trend yêu thích nồi cơm điện, TV, remote, xe đạp hay gì đó. Hay là mọi người trong nhóm sẽ khoe rằng tôi có khăn giấy ướt tuyệt vời, tôi có thể lau mông mà không bị rác hay gì đó, hiểu không? Mình nghĩ nó rất là bình thường. Mà không chỉ trong nhóm này mà anh ta còn ảnh hưởng đến những người bên ngoài nữa. Thì mình hiểu á, thì mấy đứa con trai rất là bự, nhất là cái tuổi trẻ trâu 17-18 nữa. Mình có mấy thằng bạn rất là thẳng luôn, nhưng mà đôi khi đi ăn như nó là nó sẽ kiểu nhìn mày ngon quá lợi. Bạn bè với nhau đùa là bình thường. Đối với Sơn Tùng hay gì đó thì mình nghĩ cái này nó đi qua giới hạn của việc đùa rồi, mà cũng chẳng phải người quen của nhau nữa. Negev mở hổn, đúng, cái humor nó rất là ngáo chó. Đúng, nhưng mà anh ta có phải là một kẻ biến thái âu râm hay không? Mình nghĩ là từ góc nhìn của mình và khán giả á, thì trông có vẻ như vậy thôi, chứ mình nghĩ là nó không tới mức như vậy. Những comment tục tiểu đó ở trong ngữ cảnh của cái nhóm đó nó rất là tệ thôi. Tuổi trẻ của chúng ta ai cũng mắc sai lầm, như cái lần 3 tuổi mình đã ăn cứt gà và khen ngon. Nhưng điều quan trọng ở đây là chúng ta có thay đổi hay không. Mong là sau này anh ta có thể kiểm soát được cái miệng của mình hơn. Và vừa rồi mình đã tiến hóa các bạn từ người tối cổ thành người hiện đại. Các bạn đừng quên bấm nút like, share, subscribe, hiểu không? Chứ không ngày mai thức dậy lại biến thành người trong hang nữa. Khỏi cảm ơn nha. Bây giờ thì bye bye, hẹn bạn trong lần sau.